Hello, xin chào anh chị em chơi thể thao nha. Tiếp tục mình sẽ review. À không, à, mình về Rayson thì mình sẽ giới thiệu cho bạn quay Rayson nha. Như hôm bữa video trước mình nói á. Rồi tiếp. À để tắt quả cái đây. Ở thì bữa trước mình nói là mình về quay Rayson. Đây, ổn này nè. À về nhiều thì mình sẽ khui ra mình review cho bạn xem. Thì mình về được hai vị. Đây là vị sô-cô-la. Đây là vị sô-cô-la bơ đậu phộng nè. Thì cái sọc của nó là cái sọc vàng vàng vậy. Thì nó ghi là peanut butter. Bơ. Butter là bơ. Peanut là đậu. Bơ đậu phộng. Sô-cô-la. Rồi tiếp theo là mây. Vị bên này là vị gì? Vị bên này thì cái sọc của nó nâu nâu. Thì là vị sô-cô-la thuần. Sô-cô-la thuần nha các bạn. Thì hai hũ này để đây chân cho bạn coi nha. À, thì ở đây nó ghi là Rayson, quay này là quay blend. Mà nó blend này rất là hay của nó. Cái blend này nó khá là hay ở chỗ á, tức là quay trộn nhưng mà nó trộn giữa hydrolyte quay protein. Hydrolyte quay protein isolate, tức là quay cao cấp nhất. Nó mix với lại quay concentrate. Mà cái này á, là nhà sản xuất có nói là quay concentrate chỉ chiếm khoảng 10-15% thôi, phần lớn là quay hydrolyte isolate. Thì ở đây nó cũng công bố cho mình đầy đủ bảng amino luôn. Thì cái hũ này là 65 serving, mỗi serving của nó là 30 mấy gram đây nè, 33.8 gram tùy mùi nhé các bạn. Đương nhiên mùi này là 35.5 gram một serving, này 35.8 gram một serving. Thì có nghĩa là cái bột sô-cô-la nó nặng hơn. Thì cái này cái vẻ bề ngoài của nó hầm hố các bạn, nhìn trang như là quân đội ở Mỹ á. Thì để hình quân đội Mỹ nè, cầm súng này nọ nè. Rồi thì bây giờ cũng không có gì nhiều. Thì loại này thì nó chiếm nhiều hydrolyte hơn, nhưng mà nó cũng có một xíu nho nhỏ lacto ở whey concentrate. Thì nếu mà các bạn dưỡng ít hoặc là không dưỡng lacto thì có thể dùng rất là ok. Thì cái loại này giá nó chỉ có 1.580.000 thôi mà được 65 serving. Thì các bạn thấy nó giá của nó thì nó cao hơn ISOHD. Thì bởi vì sao? Nó chất lượng hơn ISOHD mà, thì chất lượng hơn một xíu cho nên giá nó sẽ nhỉnh hơn khoảng vài chục ngàn. Rồi cái này chính hãng của PPT nha các bạn. Đây. Hãng Redcon One. Redcon One là một cái hãng nó nổi tiếng ở Việt Nam mình là Rebel Cao Total War á, cái hàng các bạn nhiều bạn biết rồi đó. À, nói chung là cái siêu của nó là có cái kiểu hình camo quân đội. Thì bây giờ mình sẽ khui luôn. Thì vị này là vị sô cô la, nhưng mà vị sô cô la thì nó khá là quen thuộc, nó cũng giống Milo rồi thôi. Nói chung là những quay mà vị sô cô la nó rất là quen, mình review nhiều quá rồi, cho nên bây giờ mình chuyển qua là mình review vị peanut butter, vị sô-cô-la bơ đậu phộng nha. Đây, đây cũng là tem nhãn chính hãng, rất là đẹp các bạn, tương đối đẹp nha. Giờ mình khơi luôn nha. Thì ở đây mà nếu các bạn muốn cào á, để check tem cào để kiểm tra coi nó có chính hãng hay không á, thì bạn cào ở đây. Không thôi khỏi cào cũng được, kệ. Vậy luôn. Nói chung là mình nhập hàng là chính hãng hết rồi, cho nên là mình cũng khỏi còn cái gì cho nó mất công hết á. Rồi, khui ra. Siêu nha các bạn. Thì khui ra mình sẽ có một cái nắp này là cái nắp đen, nhưng mà nó có cái răng cưa. Khui xong thì nó sẽ có cái siêu màu trắng, không có chữ nha các bạn. Rồi. Thơm lắm các bạn, thơm đậu phộng. Mà đương nhiên mất cái mổ rồi, lúc nào cũng dễ hết trơn á, lúc nào cũng khơi này mất cái mổ. Giờ mình lấy cái bút mình máy đại thôi. Nếu mà các bạn cũng ok hơn thì lấy đũa, nhưng mà lấy bút á, mình lấy cây bút mình máy cũng được, tại vì nên là nó cũng không sâu lắm. Đó, các
bút nó dính quay luôn rồi. Cái muỗng của nó nè các bạn, muỗng nó y chang như muỗng iShot D luôn, nó cũng ngắn ngắn như muỗng iShot D dài hơn xíu, nhưng mà nói chung là nó màu trong suốt, nhìn không đẹp lắm, nói chung là không có đẹp nha. Muỗng của Ruwan đẹp hơn, Ruwan màu màu đen bóng đẹp. Làm review lẹ các bạn ơi, nóng quá. Thì chuẩn bị cho mình chuẩn bị khoảng 300 ml nước. Đây, 300 ml nước lạnh nha. Thì cái màu nước cũng khá là đẹp nha bạn, màu xám xám nè, mình thấy là nó hơi đặc đặc á. Rồi quay này ngon lắm các bạn ơi, quay này rất là ngon nha, quay này rất là ngon nha. Bạn nào mà cái kiểu mà thích sữa sữa ngậy ngậy á, cái loại này rất là ngon. Tại vì cái cảm giác mà mình uống cái này nó rất là đậm đà mà nó đậm lắm, nó đậm đà mà kiểu như nó có hương rõ ràng luôn. Thì cái này là vị sô cô la nhiều hơn, vị bơ đậu phộng có một chút xíu. Cái quay này ngon lắm nha các bạn. Cái Ruwan thì nó lỏng lẽ à, tại vì nó nói chung là nó sợ tại nó lỏng lắm. Cái SB này nó cũng lỏng, còn quay này kiểu nó sạch sạch sệt mà đặc đặc này nè, mọi người thấy không, nó kiểu nó đặc đặc á, đặc mà nó dẻo dẻo á, uống nó ngon lắm, nó giống như là lean body á. Thì mình pha nước lạnh cho nên nó có một chút xíu không có tay, nhưng mà cũng rất là ok, ngon lắm. Cái đậu phộng thì nó có một xíu hơi mặn mặn, nói chung là ngon lắm, mặn mặn ngọt ngọt, nó đã lắm. Bạn nào ăn cái miếng bơ đậu phộng mà mua trong siêu thị rồi thì biết, thì nói chung là ngon lắm nha các bạn. Cái này là một serving nó có 24g protein. Thì cái ratio nó cũng khá là thấp, tại nó là whey blend mà. Nó đổi lại là cái hương vị nó rất là ngon, ngon lắm, nói chung là ngon lắm các bạn ơi. Nói chung là cái này là phải gần 10 điểm á, nói chung là 10 điểm luôn á. Mình thấy nó khó tản, nó khó tan thôi, chứ còn nếu mà hồi nãy mình lắc mà tan nó chắc mình cho nó 10 điểm luôn á, nó rất là ngon nha. Chán cái bình cho nó sạch. Đó, thì nói chung bạn nào thích uống quay ngon thì mà của hãng lớn nè, hãng này hãng Red Ruwan là hãng lớn nổi tiếng với Total War. À, có thêm một cái quay rất là nổi tiếng nữa là quay Isotop nữa, thì nói chung là rất là xịn nha các bạn. Có hơn 1.5 triệu mà giờ thời giờ hơn 1.5 triệu mà quay chủ yếu là quay Hydrolite gì thì khá là ổn. Thì bạn nào thích uống ngon thì quay ngon ngon như quay này nè thì liên hệ mình nha. Bạn có thể subscribe để xem những video review hoặc là giới thiệu sản phẩm tiếp theo, hoặc là các bạn cần tư vấn gì về lên dùng quay mát liều cực cao tập luyện thể thao rồi đó, các bạn liên hệ mình ở số Zalo bên trên nha. Rồi thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây, bye bye.